MU cắt bớt một năm hợp đồng của Rafa Varane. MU sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag. Nội bộ Chelsea có biến vì Pochettino không tôn trọng Thiago Silva. MU cắt bớt một năm hợp đồng của Rafa Varane. Theo The Atlantic, hợp đồng của Rafa Varane tại MU có thể kết thúc vào tháng 6 năm 2024 tới thay vì vào năm 2025 như giao kèo ban đầu. Hè 2021, Rafa Varane rời Real Madrid sau quãng thời gian thành công rực rỡ để gia nhập MU. Thời điểm đó, hậu vệ người Pháp ký hợp đồng thời hạn 4 năm với đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, Raphael Varane có thể rời MU ngay mùa đông này. Theo thông tin từ Lorient Whitwell của The Atlantic, hợp đồng giữa MU và Varane có thể kết thúc vào 1 tháng 6 năm 2024. Đội chủ sân Old Trafford đã cắt bớt một năm trong giao kèo giữa hai bên. Điều này đồng nghĩa với việc Raphael Varane có thể đàm phán với bất cứ đội bóng nào vào tháng 1 tới. Manchester United cũng sẵn sàng bán cựu sao Real Madrid ngay mùa đông này. Thậm chí Varane có thể ký hợp đồng với bất cứ đội bóng nào bên ngoài nước Anh ngay từ tháng 1 năm 2024. Được biết MU có thể tiết kiệm được khoảng 13 triệu bảng trả tiền lương cho Varane nếu bán hậu vệ này vào mùa đông tới. Hiện Varane nhận mức lương xung quanh 250.000 bảng một tuần, kèm theo khoản cộng thêm tùy thuộc vào số lần ra sân. Varane không thể hiện được nhiều điều ở mùa giải đầu tiên khoác áo MU, phải tới mùa giải thứ hai khi Eric Ten Hag tới hậu vệ người Pháp cùng với Lisandro Martinez mới tạo ra thành tích phòng ngự ấn tượng cho Manchester United. Tuy vậy, mối quan hệ giữa Raphael Varane và Ten Hag có dấu hiệu rạn nứt ở thời gian gần đây. Cựu sao của Real Madrid không hài lòng khi phải ngồi dự bị cho Harry Maguire lẫn Evans. Eric Ten Hag giải thích rằng giữa hai người không có vấn đề gì và việc Raphael Varane ngồi ngoài hoàn toàn là vì lý do chiến thuật. MU sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag. Mùa giải 2022-2023 mới đi được 1 phần 3 chặng đường, nhưng cổ động viên MU đang phải chứng kiến cảnh quỷ đỏ, xa suốt không phanh. Không chỉ tụt lại trong cuộc đua vô địch ngoài Anh, MU còn bị loại từ vòng bảng của Champions League với vị trí chót bảng A. Người phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút đó không ai khác ngoài huấn luyện viên Erik ten Hag. Thất bại 0-3 trước Bournemouth cùng kết quả tệ hại tại đấu trường châu Âu đang gieo rắc bầu không khí u ám tại sân Old Trafford. Điều này cũng cho thấy huấn luyện viên Erik ten Hag đã hoàn toàn thất bại trong công cuộc phục hưng MU. Khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford, Erik ten Hag đã hùng hồn tuyên bố sẽ biến MU trở thành câu lạc bộ có lối chơi kiểm soát và tấn công hấp dẫn nhất thế giới như cái cách ông áp dụng tại câu lạc bộ Ajax. Ông thậm chí còn tuyên chiến với hai huấn luyện viên Jurgen Klopp và Pep Guardiola khi phát biểu sẽ sớm phá vỡ thế thống trị mà Man City Liverpool đã tạo ra trong nhiều năm qua tại ngoại hạng Anh. Nhưng hơn một mùa giải trôi qua, MU của Erik ten Hag đang chơi thì bóng đá không khác gì những huấn luyện viên tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer đã làm, thậm chí còn là phiên bản kém hơn so với Ole Solskjaer. MU ở thời điểm hiện tại cũng đã kém thủ đoàn tệ và chưa bao giờ thể hiện được dáng dấp của một câu lạc bộ lớn. Dù xếp thứ 6 ở giải Ngoại Anh nhưng họ mới ghi được 18 bàn thắng, thấp nhất trong top 14 đội và là đội duy nhất có hiệu số bàn thắng thua trong 8 đội dẫn đầu. Rõ ràng một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu luôn bắt đầu mùa giải với mục tiêu vô địch thì không thể có khả năng ghi bàn kém như MU được. Ngoài ra không chỉ bị loại với vị trí cuối bảng A mà với 15 bàn thua phải nhận sau 6 vòng đấu, MU còn thiết lập kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên để thủng lưới tới 15 bàn tại vòng bảng của Champions League không chỉ thất bại trong việc định hình lối chơi của MU, huấn luyện viên Eric Ten Hag còn cho thấy khả năng tiêu tiền kém cỏi. Ông đã được ban lãnh đạo MU duyệt chi đến gần 500 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ, nhưng đa phần trong số đó đều là những bản hợp đồng đáng thất vọng. Đáng chú ý phần lớn những bản hợp đồng được mang về Old Trafford trong hơn một năm qua đều được ông chỉ định. Hàng loạt cầu thủ như Anthony, Amrabat, Onana, Reguilon, Malaysia, Casemiro, Eriksen đều đã và đang gây thất vọng. Trong khi bộ đôi được kỳ vọng nhiều nhất là Hoslund, Mason Mau lại đang trên đường trở thành bom xịt của mùa giải. Chỉ có duy nhất Lisandro Martinez phần nào thi đấu đúng kỳ vọng nhưng lại đang gặp chấn thương. Đang nói hơn, huấn luyện viên Eric Ten Hag vẫn còn tại vị đến giờ là nhờ cơm của những cầu thủ mà ông đã dù bỏ một giải trước. Nếu không có sự tỏa sáng với những bàn thắng liên tục của bộ đôi Harry Maguire và Scott McTominay thì huấn luyện viên nhà Lan đã bị sa thải từ lâu rồi. Nên nhớ đến mùa giải đầu năm nay, ông đã đốc thúc ban lãnh đạo của MU bán Harry Maguire và Scott McTominay cho West Ham để có thêm ngân sách chuyển nhượng. Thử hỏi nếu bộ đôi trên ra đi thì liệu MU sẽ xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng? Khi mà chỉ riêng Scott McTominay đã ghi được một gần 1 phần 3 số bàn thắng của Quỷ Đỏ tại ngoài hạng Anh. Điều khiến MU suy nghĩ vào lúc này là sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên mới rồi, Quỷ Đỏ sẽ tốt lên hay không? Tất nhiên sẽ chẳng có gì đảm bảo sau khi sa thải huấn luyện viên Ten Hag thì MU sẽ thi đấu tốt hơn. Nhưng nếu nhìn vào những gì mà huấn luyện viên Unai Emery đang làm tại Aston Villa thì ban lãnh đạo Quỷ Đỏ cần phải quyết tâm trong việc tìm và bổ nhiệm huấn luyện viên tại sân Old Trafford và sẽ đến một ngày họ sẽ tìm được người đủ sức biến MU trở lại một thế lực tại Anh cũng như châu Âu như ngày xưa. Còn với huấn luyện viên Erik ten Hag, việc bị sa thải chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nội bộ Chelsea có biến vì Pochettino không còn tôn trọng Thiago Silva. Các cầu thủ Chelsea không hài lòng sau khi huấn luyện viên Mauricio Pochettino thiếu tôn trọng Thiago Silva. Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror Anh hôm ngày 14 tháng 12. Các câu hỏi được đặt ra xung quanh quyết định của huấn luyện viên Mauricio Pochettino khi không cho trung vệ kỳ cựu người Brazil Thiago Silva mang mang nội trưởng Chelsea mỗi khi Rich James và Ben Chilwell không có mặt trên sân. Tờ Mirror viết, các cầu thủ Chelsea đã rất bối rối trước quyết định của huấn luyện viên Mauricio Pochettino không chỉ định Thiago Silva làm đội trưởng trên sân của câu lạc bộ khi vào mặt Rich James và Ben Chilwell. Vào đầu mùa giải, chiến lược gia người Argentina chính thức trao băng đội trưởng Chelsea cho Rich James, trong khi Ben Chilwell được bổ nhiệm làm đội phó mới cho Chelsea. Tuy nhiên, Rich James đã phải vật lộn giữ thể lực kể từ khi được trao băng đội trưởng. Anh mới chỉ được đá chính 5 trận tại Premier League mùa này cho Chelsea. Giờ đây, tuyển thủ Anh đang phải đối mặt với một khoảng thời gian dài ngồi ngoài sau khi dính chấn thương gân khoeo trong trận thua 0-2 của Chelsea trước Everton. Trong khi đó, Ben Chilwell đã đeo băng đội trưởng Chelsea trong 3 trận đấu ở mùa này trước khi anh gặp vấn đề với Golden Health vào tháng 9. Ben Chilwell đã không ra sân kể từ đó và không biết khi nào kiểu hậu vệ của Leicester City sẽ trở lại thi đấu cho Chelsea. Khi cả đội trưởng lẫn đội phó người Anh vắng mặt trên sân, Conor Gallagher dự kiến sẽ được huấn luyện viên Pochettino cho băng đội trưởng trong trận đấu giữa Chelsea với Sheffield United ở vòng 17 Premier League vào cuối tuần này. Đây là lần thứ 8 ở mùa giải này, Gallagher mang băng thủ quân của The Blue. Điều này cho thấy huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã không công bằng với cầu thủ người Brazil Thiago Silva. Và theo tờ The Guardian của anh, các cầu thủ Chelsea được cho là đang bối rối trước việc Pochettino không cho băng đội trưởng Chelsea cho Silva mỗi khi đội vắng Rich James và Ben Chilwell. Các câu hỏi được đặt ra về băng đội trưởng Chelsea và ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Pochettino đã thiếu tôn trọng Silva trong phòng thay đồ. Kỳ vọng ban đầu vào mùa hè là Thiago Silva sẽ được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của Chelsea sau khi Aspin Guetta ra đi vì hết hạn hợp đồng. đồng. Silva người bước sang tuổi 39 vào tháng 9 là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong phòng thay đồ trẻ trung của Chelsea với 897 lần ra sân trong sự nghiệp. Phát biểu vào tháng 8 sau khi Rich James được bổ nhiệm làm đội trưởng Chelsea thay vì Thiago Silva, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nói: "Đây là quyết định của tôi và câu lạc bộ. Chúng tôi rất hài lòng khi Rich James sẽ là đội trưởng của Chelsea mùa này. Cậu ấy dẫn dắt đội bóng bằng tấm gương, thái độ và sự cống hiến cho Chelsea. Nó thể hiện sự rõ ràng trong suốt giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải." Rich James tự hào đeo chiếc băng đội trưởng trong chuyến du đấu mùa hè của chúng tôi và sẽ đảm nhận thử thách dẫn dắt đội hình của chúng tôi bằng cách tiếp cận và ý tưởng của riêng mình. Ngay cả khi Conor Gallagher, Rich James và Ben Chilwell không đủ thể lực hoặc không có tên trong đội hình xuất phát trận đấu gặp Manchester United, trận đấu mà Chelsea thua 1-2, Mauricio Pochettino đã trao chiếc băng đội trưởng cho hậu vệ 20 tuổi Levi Cowin. Đây là lần đầu tiên Cowin đeo băng đội trưởng mặc dù Thiago Silva đá cạnh anh ở vị trí trung vệ. Người ta hiểu rằng có sự không vui xung quanh tình huống của Thiago Silva khi một số cầu thủ cảm thấy hiện tại câu lạc bộ đang thể hiện sự thiếu định hướng. Chelsea hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League và đã thua 3 trong số 4 trận đấu gần nhất, bao gồm cả thất bại 0-2 hôm chủ nhật tại Goodison Park trước Everton. Trong khi đó, Thiago Silva sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải này và anh từ chối bình luận về tương lai của mình khi được hỏi vào tháng 10. Thiago Silva chia sẻ với Global vào thời điểm đó Mối quan hệ lúc này đã diễn ra được một thời gian dài, nhưng tôi muốn giữ im lặng vào lúc này vì đã có một số tranh cãi trong thời gian gần đây. Bây giờ tôi đã có gia đình, có con, vì vậy chúng tôi cũng phải nghĩ đến khía cạnh này, đó là xem mọi thứ có thể mang lại hạnh phúc cho chúng tôi ở đâu để hoàn thành sự nghiệp tươi đẹp và thành công mà tôi tin rằng mình đã đạt được.